Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm bình rửa mũi Exynos Care do công ty cổ phần dược khoa sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về bình rửa mũi Essinus Care cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm bình rửa mũi Essinus Care có thành phần là Natri Bicarbonate, Colloidal Silver, Natri Benzoate, Natri Chlorua, Aloe Vera, Compressure MS, PVPK30, Ecotone. Bình rửa mũi Exynos Care được bào chế dưới dạng dung dịch vệ sinh mũi. Bình rửa mũi Exynos Care mang lại cho người dùng công dụng. Dung dịch muối Exynos Care sau khi pha có pH sinh lý giúp rửa sạch mũi xoang êm dịu, không gây bỏng rát hoặc khó chịu. Dung dịch muối yêu trương nhẹ áp suất thẩm thấu 381 mol trên lít giúp ngăn cản hiệu quả các tác động từ bên ngoài như khói bụi, hóa chất, vi khuẩn và các yếu tố lạ khác từ môi trường có thể xâm nhập vào đường hô hấp trên qua mũi xoang. Exynos ke chứa nano bạc có tác dụng chống oxy hóa bề mặt niêm mạc, kích thích tái tạo niêm mạc mũi xoang, đặc biệt hữu ích trong trường hợp viêm nhiễm mạn tính gây tổn thương bề mặt niêm mạc mũi xoang. Exynos ke được sử dụng để vệ sinh mũi hàng ngày, giúp loại bỏ các dị nguyên, giúp làm sạch, làm ẩm, phục hồi lại độ ẩm tự nhiên của niêm mạc mũi, giúp mũi thông thoáng, giảm nghẹt mũi, mang lại cảm giác dễ chịu, đặc biệt khi niêm mạc mũi bị khô, khó chịu khi thời tiết hanh khô hoặc trong phòng điều hòa máy lạnh. Exynos Care hỗ trợ kháng khuẩn, kháng viêm, giúp phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng viêm mũi xoang như nhức mũi, nghẹt mũi, chảy mũi, viêm mũi. Exynos Care dùng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Chai rửa mũi được thiết kế phù hợp với mọi lứa tuổi, dễ dùng, dễ vệ sinh. Sản phẩm dùng cho các trường hợp trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên bị sổ mũi, chảy mũi do cảm cúm, viêm mũi dị ứng mỗi khi thay đổi thời tiết. Phụ nữ mang thai bị kích ứng mũi, Cảm cúm, sổ mũi không thể sử dụng thuốc. Người có bệnh lý về mũi xoang, viêm mũi dị ứng, người thường xuyên tiếp xúc với môi trường làm việc độc hại, khói bụi ô nhiễm, hút thuốc lá. Cách dùng: Liều dùng của bình rửa mũi Care Bước 1: Thêm nước tinh khiết hơi ấm vào bình đến vạch 180ml. Bước 2: Cắt gói muối Care và đổ hết lượng muối trong gói vào chai. Bước 3: Vặn chặt nắp bình và lắc nhẹ muối sẽ hòa tan ngay lập tức và không để lại cặn lắng. Bước 4, đứng trước chậu rửa, đầu hơi cúi thấp, miệng há nhẹ và không nín thở. Đặt khít đầu chai vào một bên mũi, bóp nhẹ chai để đẩy nước muối vào mũi và chảy qua đường mũi bên kia. Bước 5, xì mũi nhẹ nhàng để làm sạch mũi và đẩy hết nước trong mũi ra ngoài. Một ít nước muối có thể chảy xuống họng, hãy khạc hết nó ra. Để loại hết nước muối còn sót lại trong khoang mũi. Cần xì mũi ở tư thế đầu hơi cúi và nghiêng về phía đối diện với bên mũi vừa được rửa. Bước 6, lặp lại bước 3 và bước 4 để rợ ADUNG mũi bên kia. Bước 7, tráng sạch chai và nắp chai bằng nước sạch, vẩy ráo nước và để nơi khô thoáng. Nên dùng một đến hai lần hàng ngày để có hiệu quả tốt nhất, hoặc dùng theo hướng dẫn của bác sĩ. Dược sĩ. Chống chỉ định khi sử dụng bình rửa mũi Care, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm bình rửa mũi Exynos đồng thời biết cách sử dụng bình rửa mũi Exynos sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.